Thưa quý vị và các bạn, thời trang nhanh đang để lại quá nhiều vấn đề cho môi trường và xã hội, từ khâu vật liệu sản xuất, góc khuất lao động cho tới ô nhiễm và xả rác thải. Xu hướng sử dụng đồ second hand gần đây đã góp phần giải quyết phần nào sự hết thời quá nhanh của quần áo giày dép. Đối với nhiều bạn trẻ, thế giới đồ second hand đang mở ra một chân trời mới để họ thể hiện phong cách cá nhân cùng tình yêu môi trường. Trong chương trình Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một thương hiệu đồ second hand rất được đông đảo các bạn trẻ đón nhận trong thời gian qua. Được bắt nguồn từ một cửa hàng chuyên cung cấp những đôi giày cũ nguồn gốc châu Mỹ, đến nay thì Bò Second Hand đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho bất cứ ai đam mê săn giày second hand trên thị trường Hà Thành nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, chủng loại sản phẩm của cửa hàng vô cùng đa dạng với các hãng giày có thương hiệu lớn trên thị trường như Nike, Adidas, Converse, Vans. Chất lượng giày của Bò Second Hand vô cùng ổn và mới. Phần lớn, các mẫu giày trong shop đều có độ mới từ 85% trở lên, có những đôi còn mới nguyên 100%. Bò Second Hand với phương châm, ở đây không bán giày cũ, chúng tôi bán những kỷ niệm. Với đội ngũ nhân viên có thái độ phục vụ vô cùng nhiệt tình, chuyên nghiệp, luôn hỗ trợ tư vấn tích cực cho khách hàng, nên Bò Second Hand được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và trở thành khách quen của shop. Với mức giá vô cùng ưu đãi, phù hợp với nhóm khách hàng học sinh, sinh viên trên thị trường Hà Nội, Bò Second Hand là một trong những shop giày Second Hand Hà Nội uy tín nhất. Giày hai hên đang là xu hướng mới cho giới trẻ hiện nay. Hơn nữa, nó lại là một đôi giày chính hãng với giá vô cùng rẻ. Đó là lý do thôi thúc tôi theo đuổi cái ngành hàng này. Nguồn hàng chính là cái khó khăn nhất mà tất cả các shop giày hai hên gặp phải. Những mẫu giày hot trend, mẫu giày bán chạy thì lại rất là hiếm và đắt. Còn những mẫu giày tồn lỗi thì lại rất là nhiều. Nên nếu không cẩn trọng trong khâu tìm kiếm nguồn hàng, các shop sẽ dễ bị động vốn, nhập phải những lô hàng kém chất lượng hoặc là trộn phải giày fake. Xuất phát từ niềm đam mê yêu thích giày, thích săn lùng giày hai hen của chính bản thân, thế nên Bò hai hen ra đời. Thời gian đầu kinh doanh thì mình gặp phải rất là nhiều khó khăn về nguồn hàng, cũng như về kiến thức và kinh nghiệm trách giày. Khoảng 1-2 năm đầu tiên thì hầu như đêm nào mình cũng thức đến 1-2 giờ sáng, lang thang trên các hội nhóm trên Facebook, các group để học trách giày. Vì bản thân mình phải biết đôi giày mình cầm trên tay nó là giày ao hay giày fake thì khách hàng mới đủ để tin tưởng mua hàng của mình được. Bò hai hen đang xây dựng để trở thành một thương hiệu giày hai hen hàng đầu Việt Nam. Tất cả sản phẩm của Bò Second Hand đều là hàng authentic và có nguồn hàng liên tục nên luôn có sản phẩm mới phục vụ khách hàng. Phần lớn những sản phẩm được bày bán đều mang đậm phong cách cá nhân và tuân thủ tiêu chí đẹp, độc, lạ. Những đôi giày tại Bò Second Hand đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích vì ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó, mức giá rẻ hơn rất nhiều so với giá gốc. Bò Second Hand có thể rẻ hơn từ 60 đến 80% so với giày nguyên bản. Thị trường giày Second Hand hiện nay thực sự có quy mô vô cùng khổng lồ. Để đáp ứng được nhu cầu tìm mua và chọn lựa của khách hàng, thì tiệm giày Bò Second Hand đều phải nhập hàng liên tục và cung cấp số lượng lớn những đôi giày Second Hand ra thị trường. Mình là sinh viên của Học viện Nông nghiệp, mà cửa hàng của Bò thì rất gần với trường của mình. Với cả được bạn bè giới thiệu nên là mình cũng đã mua giày của Bò Hai Hen rất là nhiều. Sau nhiều lần sử dụng thì mình thấy chất lượng giày khá là tốt, nên là từ đó mình chọn tin tưởng Bò Hai Hen ạ. Mua sắm trực tuyến đang là một trong những xu hướng thương mại mới của thời đại, với những lợi ích tuyệt vời như tiết kiệm thời gian đến tận cửa hàng, trao đổi nhanh chóng, giao hàng tận nhà. Phương thức mua sắm này được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn. Với sự phát triển của sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, thì việc tìm mua và sở hữu hàng hiệu chính hãng là điều hoàn toàn đơn giản và dễ dàng. Bò Second Hand có mặt trên tất cả các kênh mua sắm trực tuyến, nên việc mua hàng đối với các bạn trẻ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Là một người đam mê giày nên mình cũng đã tìm hiểu và biết đến Bò Hai Hen qua Instagram. Kiểu lúc đấy mình khá là bất ngờ khi thấy giá thành ở đây nó rẻ hơn so với các shop khác, nên mình cũng đã đặt mua thử. Khi sử dụng thì mình cảm thấy chất lượng ở đây rất là tốt và mình đã tin tưởng. Kể từ đấy là mình kiểu như là trở thành một fan cứng của Bò luôn đấy. Tại Bò Second Hand, đối với những ai đam mê thời trang Second Hand, các bạn trẻ hoàn toàn có thể mua được cho mình những đôi giày phiên bản limited. Với nhiều bạn trẻ, việc sở hữu hàng hiệu qua sử dụng rất phù hợp với khái niệm bền vững mà họ theo đuổi hơn là mua hàng nguyên giá.
bò second hand với chính sách hậu mãi, đổi trả 1-1 nếu hàng lỗi trong 15 ngày và cam kết hoàn tiền 100% nếu chất lượng giày không chính hãng. Mình là tín đồ của giày Converse. Mình rất thích đôi Converse bản Hàn Limited nhưng mà thị trường Việt Nam lại không phân phối. Mình đã đi hơn 20 km từ nội thành sang đây để săn đôi giày này về sưu tầm. Mình cũng có thời gian mua giày second hand ở rất nhiều nơi, nhưng mà khi tới bò high hand thì mình rất là bất ngờ, choáng ngợp vì thấy rất nhiều mẫu độc lạ. Được các bạn nhân viên thì tư vấn và hỗ trợ thì nhiệt tình. Mình cảm thấy hài lòng về cả chất lượng cũng như dịch vụ của shop bò high hand. Với sự phát triển của mạng xã hội và xu hướng mua sắm trực tuyến hiện nay, hoạt động mua bán và trao đổi giày second hand chắc chắn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai gần.